Chào mọi người, hôm nay mình xin gửi đến cho tất cả mọi người một bệnh lý như chú này bị viêm mũi các bạn. Viêm mũi mà triệu chứng của chú là sao chú? Có đau sao trên trán sao? Đau ngang ngang trán. Thắt ngang hả? Nghe nó chạy từ bàn tay chạy qua nặng. Giấc tối sao? Giấc tối nó có cảm giác gì đau nhức gì không? Không đau nhức mà chỉ là có nặng thôi hả? Mà nó bị bao lâu rồi chú? Này nó mới bị hôm đau gần nửa tháng à. Dạ. Rồi để mình xin giới thiệu, mình gửi đến những cái phương huyệt là mình điều trị và cách điều trị nha các bạn. Bình thường đàm nhiều dữ không? Ít, khi nào nó nóng trong người nó mới có. Hiện giờ là có đàm ha. Đàm nó dướng lên nó làm mắc kẹt hả? Nó lên lông mũi thì nó đặc mà nó chạy xuống cổ họng thì nó nhức nhớt. Thì nguyệt đầu tiên mình sử dụng á là mình chọn nguyệt đầu duy các bạn, nguyệt thứ 8 của kinh vị. Thì nguyệt đầu duy có tác dụng là khu phong, tiết nhiệt, trấn thống. Nguyệt này được sử dụng chủ yếu trong điều trị các bệnh như vùng đầu thôi, mặt. Cũng như là những bệnh lý như là đau đầu nè, chóng mặt nè, liệt mặt nè, đau mắt nè. Thì cũng giống như những huyệt đạo khác á, thì nếu mà chúng ta phối nguyệt đúng á thì sẽ nâng cao được cái kết quả điều trị cho bệnh nhân. Nếu như chúng ta phối với nguyệt Túc Lâm Khắp hoặc là Tinh Minh hoặc là Phong Trì thì chúng ta chữa được cái chứng là chảy nước mắt. Hoặc là chúng ta phối với nguyệt Địa Thương, nguyệt Dương Bạch, Ế Phong, Nghinh Hương thì chúng ta điều trị được cái chứng là thần kinh mặt bị liệt. Nếu mà phối với liệt khuyết, phong phủ thì điều trị chứng đau nửa đầu. Còn phối với nguyệt Toán Trúc, nguyệt Thiên Trì thì để trị bệnh chóng mặt. Nguyệt kế tiếp mình sử dụng đó là nguyệt Thái Dương các bạn. Nguyệt Thái Dương này là nguyệt ngoài kinh, nó không có nằm trong đường kinh nào hết. Thì tác dụng của nguyệt là nó đau nhức đầu vùng trán nè, vùng Thái Dương nè, nó hỗ trợ được cái đau nửa đầu nè, nó điều trị được là cảm mạo nè, hạ sốt nè, nó có tác dụng là thanh nhiệt nữa các bạn. Còn nếu mà về mắt á thì nó hỗ trợ được các bệnh như là giảm thị lực nè, teo gai thị nè, song thị nè, viêm kết mạc nè. Về vấn đề về mặt á, thì nó hỗ trợ cái liệt mặt ngoại biên, có nghĩa là ảnh hưởng của dây thần kinh số 7 đó. Nó hỗ trợ được đau dây thần kinh sinh 3 là dây thần kinh 5. Thì mình cũng nói thêm á, những cái vùng từ cổ đi xuống á thì chúng ta chăm rất là dễ rồi, nhưng mà ở cái phần đầu á, đầu mặt á, chúng ta chăm khéo các bạn. Tại vì vùng đầu mặt là cái vùng xương với da nhiều, không có thịt nhiều. Nguyệt tiếp theo của mình sử dụng á là nguyệt Dương Bạch. Thì nguyệt Dương Bạch á là nguyệt thứ 14 của kinh Đởm. Nguyệt hội với kinh Dương Minh và Dương Duy Mạch nghe các bạn. Thì tác dụng của nguyệt Dương Bạch á thì nó khu phong, nó tiết quả, tuyên khí và minh mục. Thì nó chủ trị được các bệnh như là liệt mặt nè, đau đầu vùng trán nè, vùng trán đau đó. Bệnh về mắt như là loạn thị quáng gà nè, đau thần kinh vành mắt. Ở vùng trán và mặt á, chúng ta mỗi lần chăm chúng ta nên véo da lên, chăm bệnh nhân sẽ đỡ đau hơn nha các bạn. Thì nguyệt kế tiếp á, mình sử dụng đó là mình sử dụng nguyệt Hợp Cốc nha các bạn. Nguyệt Hợp Cốc á là nguyệt thứ 4 của kinh Đại Trường. Thì nguyệt Hợp Cốc á là một trong lục tổng nguyệt, nhưng mà cái nguyệt này là chuyên trị dùng mắt, đầu và miệng nha các bạn.
Thì tác dụng của nguyệt hợp cốc á là nó trấn thống, nó thanh phế, nó thông gián trường vị, nó phát biểu giải nhiệt và khu phong. Thì nó chủ trị, nếu mà ở tay thì nó trị đau ngón tay nè, bàn tay tê, bàn tay liệt, cánh tay liệt. Nhưng mà ở vùng đầu á, thì nó điều trị đầu đau nè, ở răng thì răng đau, ở mặt thì liệt mặt. Ví dụ như ở viêm khớp hàm trên hàm dưới gì đó cũng được. Hoặc là mắt á, thì mắt đau, và nó hỗ trợ thêm những cái vấn đề như là cảm cúm nè, sốt nè, bú giáp đơn thuần nè, làm co bóp tử cung. Nguyệt kế tiếp mình sử dụng á là mình chọn nguyệt phế du nha các bạn, nguyệt thứ 13 của kinh Bàng Quang. Tác dụng của nguyệt phế du á là nó điều phế lý khí, thanh hư nhiệt, nó bổ hư lao, nó hòa vinh quyết. Thì nó chủ trị được các bệnh như là lao phổi nè, viêm phổi nè, khí quản viêm nè, suyễn nè, mồ hôi tự ra, mồ hôi trộm. Thì tại sao mình ở đây mình chăm thêm nguyệt phế du? Tại vì chú này chú cái phế của chú cũng không được tốt nữa các bạn, do chú sử dụng thuốc lá nhiều quá, đàm thì rất là nhiều. Thêm đó mình hỗ trợ cho thêm nguyệt phế du, đặng nó nâng cao cái điều trị bệnh của mình luôn. Thì ở những bệnh lý này á, chúng ta cố gắng chăm nguyệt cho nó chính xác một tí. Không phải là chúng ta dùng những nguyệt đạo này không nha các bạn, chúng ta còn đổi nguyệt nữa nha. Thì ở bệnh lý này thì chúng tôi chỉ giới thiệu sơ qua những cái phương pháp điều trị. Đây là cái bệnh là viêm mũi vùng trán. Kính chào bà con cô bác, cũng như là theo thói quen thì khi mình chia sẻ một cái bệnh lý ở phần đầu, ở phần sau thì mình sẽ giới thiệu thêm bài thuốc. Ở cái thể bệnh của chú này á thì chú bị viêm xoang trán. Viêm xoang trán mà thêm một cái là chú có thêm cái tình trạng là đàm dưới rất là nhiều. Thì trong bài thuốc này á, mình xin giới thiệu những cái vị thuốc mà mình hốt cho chú. Thì cho vị kim ngân hoa. Kim ngân hoa mình cho 16 gram các bạn. Thì kim ngân hoa, bản thân kim ngân hoa nó có cái vị đắng, tính bình. Nó tác dụng của kim ngân hoa thì nó thanh nhiệt, giải độc. Thì nó chủ trị được các bệnh lý là mụn nhọt nè, hắc lào nè, rôm sảy nè, giang mai nè. Nhưng mà khi mà mình áp dụng vào cái nó có tính là thanh nhiệt giải độc, tiêu viêm nữa các bạn, cho nên là mình dùng cho cái hỗ trợ cho cái bệnh viêm mũi này á, thì rất là hay. Vị thuốc thứ hai mình xin giới thiệu đó là vị mãnh cộng. Mãnh cộng thì các bạn biết rồi, mãnh cộng là cây bình biệp đó. Thì cây bình biệp nó có vị ngọt, tính bình. Mãnh cộng mình cho 16 gram nha các bạn. Tác dụng của mãnh cộng thì nó nhiều lắm. Ví dụ như là điều kinh nè, tiêu thủng nè, khứ ứ nè, giảm đau nè, liền xương rất là hay. Nó điều trị nhiều lắm, điều trị như là, nhưng mà ngoài ra thì cái cây mãnh cộng này nó chủ trị được các bệnh như là viêm gan nè, vàng da nè, phong thấp nè, đau nhức nè. Đặc biệt là nó hỗ trợ cái gãy xương do té ngã rất là hay. Mình xin giới thiệu thêm vị thuốc thứ ba là vị thuốc thương nhĩ tử. Thương nhĩ tử là cái trái của cái cây ké đầu ngựa đó các bạn. Mình cho 16 gram. Thì ké đầu ngựa nó có vị ngọt nhạt, nó tính ôn. Tác dụng của ké đầu ngựa là nó sát trùng nè, nó tán phong trường thấp. Cho nên là mình dùng để chữa các bệnh như là tổ đĩa nè, mụn nhọt nè,
chốc lở nè, viêm khớp, sưng đau, mụn nhọt. Đặc biệt là nó trị búa cổ rất là hay. Ở cái thương dĩ tử này á, nó có cái tác dụng là sát trùng, tiêu độc, tán phong. Cho nên mình hỗ trợ cho cái bệnh lý viêm mũi này rất là tốt. Vị thuốc kế tiếp á, thì mình cho vị xuyên khung. Xuyên khung mình cho 10g. Thì vị xuyên khung á, nó có vị cay, thơm mà tính ấm. Thì tác dụng của xuyên khung, thường thường mình những bài thuốc trước mình hay nói về xuyên khung hay bỏ vô, là tác dụng của nó là bổ huyết nếu mà ta bỏ ít. Còn cái số lượng mà tương đối thì nó có tính năng hoạt huyết, nó khu phong, hành khí chỉ thống. Cho nên nó trị được cái là nó hỗ trợ được cái đau bụng kinh nó phụ nữ, đau nhức các khớp, đau đầu, qua mắt. Bản thân cái xuyên khung thì nó dẫn lên, mình giới thiệu rồi, xuyên khung thì nó dẫn lên phần lọt tai, nó dẫn phần lên, cho nên nó hỗ trợ được cái bệnh đau nửa đầu thì hay lắm. Nhưng mà khi mà có xuyên khung chúng ta đưa vô thì nó có cái tính năng là hoạt huyết khu phong. Trong cái bệnh lý này á, vị bạch chỉ là nó quan trọng nhất. Mình cho bạch chỉ 10g. Thì bạch chỉ nó có là vị cay nè, tính bình. Tác dụng của nó là nó khứ phong, chỉ thống, hoạt huyết, bài nùng, sinh cơ, kháng khuẩn và chống viêm. Thì bạch chỉ nó trị được các cái chứng bệnh như là cảm sốt nè, sổ mũi nè, nhức đầu nè, đau răng nè, mưng mủ, mụn nhọt, viêm tuyến vú, bạch đới, đại tiện ra máu. Nó điều trị rất là nhiều. Nhưng mà điều đặc biệt á, chúng ta cho bạch chỉ á, thì bạch chỉ nó có tác dụng là nó dẫn thuốc ra ngoài mặt mình, mặt mũi. Cho nên ở cái bệnh lý này á, mình phải cần hỗ trợ thêm cái vị thuốc bạch chỉ. Thì nó sẽ dẫn ra ngoài vùng trán, vùng mặt. Thì vị thuốc kế tiếp mình cho đó là kinh giới. Kinh giới thì mình cho 10g. Thì kinh giới bản thân của nó là vị cay, tính ấm. Tác dụng của kinh giới là nó tán nhiệt, giải biểu, khứ hàn và chỉ huyết. Thì kinh giới thì nó chữa được những bệnh lý như là đau đầu, hạ sốt. Nó hỗ trợ được cái mụn nhọt, rụp sảy. Cảm hàn thì tốt. Nó hỗ trợ được cái ho, cái đặc biệt là viêm mũi dị ứng. Tại vì nó có tính là khứ hàn, giải biểu. Vị kế tiếp thì mình cho là tế tân. Tế tân mình cho 8g. Thì bản thân của tế tân thì nó có vị cay, tính ôn. Tác dụng của tế tân là khu phong, tán hàn, thông khiếu, giảm đau, ôn phế, quá đàm. Hỗ trợ được cái phong thấp và ứ huyết được. Thì bản thân của tế tân á, thì nó điều trị được là chứng cảm phong hàn nè, đau đầu nè, chảy nước mắt sống nè, tê tai, tê trong người, hoặc là ho nè, xuyển nè, đau răng nè, đau nửa đầu. Thật ra khi mình dùng tế tân á, thì nó giảm đau, nó có tính năng giảm đau rất là hay. Về vị thuốc kế tiếp của mình á, là mình cho sinh khương. Nghĩa là gừng khô đó các bạn, gừng mình phơi khô là cái sinh khương đó. Mình cho 6g. Thì sinh khương nó có vị cay, tính ấm. Tác dụng của sinh khương là phát biểu nè, trừ hàn nè, ôn ấm, tiêu đờm, hết nôn, là hành thủy và giải độc. Tại vì ở chú này á, là đàm rất là nhiều, đàm dướng rất là nhiều. Thì bản thân của sinh khương á, là nó ôn ấm, nó trị ôn ấm cái tỳ vị của mình. Cho nên là nó trị được cái chứng bệnh là đầy trướng nè, nôn mửa nè, nôn mửa vô lạnh nè, ho có đờm, sổ mũi. Thì vị thuốc sau cùng của mình á, mình gửi đến á, đó là vị cam thảo các bạn. Cam thảo thì mình cho 6g. Thì cam thảo các bạn cũng biết rồi, nó có là vị ngọt, thơm.
Tác dụng của cam thảo thì lông đờm nè, chống viêm nè, thanh nhiệt và giải độc. Thì cam thảo nó trị rất là nhiều thứ nha, như là cảm ho nè, sốt nè, viêm loét dạ dày nè, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể rất là tốt. Nếu mà chúng ta cho số lượng ít đó nha, nếu mà chúng ta cho số lượng nhiều là dễ bị phù nề, tại cam thảo nó có tính năng là giữ nước. Đó là những cái vị thuốc trong bài thuốc mình bổ về, mình sắc, mình đổ vô ba chén nước, mình sắc còn lại một chén. Nước thứ hai thì mình cho hai chén, còn lại chén hai thứ mình hòa chung lại, mình uống sáng chiều. Những vị thuốc này các bạn biết không, ở bệnh viêm mũi đó, chúng ta phải có thời gian điều trị kéo dài, nó dứt là dứt hết luôn. Với lại chúng ta nên là kỹ khi ra đường hoặc là thời tiết, khi thời tiết lạnh quá chúng ta nên giữ ấm ở phần đầu. Bụi bặm này chúng ta đi nên khẩu trang tốt hơn. Thì ngoài ra chúng ta vừa kết hợp uống thuốc rồi điều trị theo cái cách của mình làm, uống thuốc rồi ra đường thì chúng ta kỹ tí, hoặc là thời tiết lạnh thì chúng ta giữ ấm cái phần đầu thì bệnh lý sẽ mau hết. Một lần nữa xin kết thúc clip. Clip kế tiếp mình sẽ giới thiệu cho quý bà con cô bác là viêm đa xo. Bệnh lý đó mình sẽ giải thích và đưa cách điều trị để mọi người cùng tham khảo, và có thể là mình sẽ làm thêm các phương pháp để hỗ trợ điều trị em bé bị viêm xo, những bé nhỏ đó, nhất là con của mình, để mình làm xong rồi mình sẽ gửi đến cho quý cô bác cùng xem nhé. Nhớ theo dõi nha các bạn. Rồi, một lần nữa xin tạm biệt, xin chào.